Hơn 20 ngày đã trôi qua, kể từ khi chiến sự bùng nổ tại Ukraine, cuộc chiến tranh tổng lực về thông tin do cả hai bên tiến hành đã tạo ra sự hỗn loạn trong nhận thức và đánh giá của dư luận trên toàn thế giới. Theo dõi thông tin đa chiều trên truyền thông của cả hai bên để ghép nối, tìm hiểu sự thật khách quan, tôi xin sơ bộ đề xuất 5 đánh giá chuyên sâu ban đầu về xung đột Nga-Ukraine như sau. 1. Về mặt pháp lý quốc tế chiến sự tại ukraine hiện nay chưa hoàn toàn đúng nghĩa là một cuộc chiến tranh bởi vì cả hai bên xung đột đều chưa có hành động tuyên chiến chính thức nga cũng chỉ gọi đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt tổng thống ukraine cũng chỉ ban hành trạng thái thiết quân luật mertialo chứ chưa hề chính thức tuyên bố về tình trạng chiến tranh state of war với nga Điều này cho phép các quốc gia khác có quyền cung cấp vũ khí cho Ukraine mà không bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế. Tức là chỉ cấm cung cấp vũ khí cho các nước đã tuyên bố chiến tranh. Ukraine cũng chưa tuyên chiến với Nga vì điều này sẽ ngay lập tức kích hoạt các điều khoản về trách nhiệm hỗ trợ của các đồng minh quân sự của Nga trong tổ chức ODKB, Belarus, Kazakhstan, Armenia. Cũng vì hai bên xung đột đều chưa tuyên chiến nên vẫn có một số hoạt động hợp tác chưa bị chấm dứt hoàn toàn. Ví dụ như khí đốt vẫn tiếp tục bơm sang châu Âu và Ukraine vẫn đang nhận được từ Nga các chi phí trung chuyển. Luật pháp quốc tế không chỉ là căn cứ để đánh giá tính chính danh của mỗi bên khi để xảy ra xung đột quân sự, mà còn là cơ sở để xem xét các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình chiến sự và cách thức kết thúc nó. thứ hai do cục diện trên chiến trường chỉ mới ở trạng đầu tiên nên việc hai bên chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán cũng là một dấu hiệu tích cực tuy nhiên có rất nhiều câu hỏi về tính thực chất của các cuộc đàm phán này trước hết cả hai bên đều không đề cập tới định thức normandy và thỏa thuận minsk vì bản thân xung đột quân sự lần này đã nghiễm nhiên làm chúng vô hiệu nga trở thành bên xung đột trực tiếp chứ không chỉ giữ hình thức của bên bảo trợ việc hai nước cộng hòa tự xưng không được tham gia đàm phán cũng như việc tại các khu vực mà Nga đã chiếm được chưa xuất hiện các tổ chức chính trị Ukraine ủng hộ Nga, cũng dễ dẫn tới suy diễn là bản thân phía Nga chưa sẵn sàng đưa ra các đòi hỏi cụ thể về giải pháp chính trị tại nước Ukraine hậu chiến theo hướng có lợi cho Nga. Trong khi đó, tình hình trên thực địa chiến trường vẫn chưa đạt được mục tiêu mà Nga mong muốn và cũng chưa đủ làm đảo lộn cán cân lực lượng để Nga có thể áp đặt phương án đàm phán kể cả khi hai bên cùng thống nhất về mô hình nước Ukraine hậu chiến sẽ trung lập và phi NATO, thì việc này phải được cụ thể hóa một cách rõ ràng, được công nhận và kiểm soát thông qua một định ước quốc tế có cam kết đa phương. Cho nên, có nhiều người cho rằng cuộc đàm phán hiện nay có vẻ như mang tính đối phó và chỉ phù hợp với những toàn tính ngắn hạn, giải quyết các vấn đề nhân đạo cấp bách, phục vụ tuyên truyền để mỗi bên câu giờ, đợi tiếp tế, củng cố thế trận và chờ đợi những trận đánh có tính quyết định trong thời gian tới. Thứ ba, chiến sự trên thực địa mấy ngày gần đây lại có vẻ như đang đánh mất tiến độ như nhiều người mong đợi. Sức kháng cự của phía Ukraine là bất ngờ lớn nhất đối với dư luận và đa số các chuyên gia phương Tây. Đều cho rằng Nga đã đánh giá thấp khả năng của đối phương, rằng kế hoạch ban đầu của Nga đã bị phá sản đến thời điểm hiện tại, thành công quan trọng nhất của phía Ukraine có lẽ chưa phải là việc bảo vệ được những thành phố chiến lược đang bị tấn công vây hãm, mà là bảo toàn cơ bản được các lực lượng chủ lực đang đứng chân trên những địa bàn phòng thủ chiến lược có tính sống còn của mình. Nếu bình tĩnh xem xét một cách tổng thể, khách quan thì sẽ thấy rằng diễn biến tình hình vừa qua trên thực địa chiến trường là phù hợp với tương quan lực lượng của cả hai bên. nên nhớ rằng lãnh thổ Ukraine rất lớn đứng thứ hai ở châu Âu nên không thể kiểm soát và chiếm đóng bằng một chiến dịch chớp nhoáng được. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đông thứ ba châu Âu sau Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Vũ khí trang bị thông thường và hạ tầng quân sự tuy không mạnh bằng Nga, nhưng sức mạnh quân sự tổng thể theo đánh giá của chỉ số GFP cũng thuộc nhóm 25 tới 30 nước hàng đầu thế giới. Quan trọng hơn, lực lượng vũ trang Ukraine đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuộc xung đột Donbas và hạ tầng phòng ngự đã được chuẩn bị trước để đối phó với Nga. xét về bề nổi, truyền thông và dư luận đang tập trung chủ yếu vào chiến sự xung quanh các thành phố chiến lược như Kiev, Kharkov, Mariupol. trong khi đó, rất ít người nhận ra bước đi đột phá quan trọng hơn nhiều mà phía Nga đã thực hiện một cách âm thầm nhưng dứt điểm, ít tốn kém súng đạn và sinh lực. đó là việc hạm đội Biển Đen của Nga đã vô hiệu hóa hải quân Ukraine để kiểm soát toàn bộ biển Azov và lãnh hải của Ukraine ở Biển Đen. Ngoài sự kiện đánh chiếm đảo rắn tại cửa ngõ Odessa, không có bất kỳ thông tin nào trên truyền thông liên quan tới giao tranh trên biển. Cũng không thấy sự xuất hiện của các tàu chiến NATO làng vàng tại Biển Đen để khiêu khích Nga. Cũng không có bất kỳ con tàu nào của Ukraine hoặc nước ngoài còn có thể ra vào cảng để tiếp tế cho Ukraine. Có thể coi đây là nhiệm vụ thành công nhất cho tới thời điểm này của phía Nga kể từ khi chiến sự bùng nổ. Thứ tư, dự báo cục diện chiến trường trong thời gian tới vẫn tiếp tục phụ thuộc vào khả năng kháng cự của Ukraine và mức độ chấp nhận tổn thất của phía Nga trong các trận đánh lớn tại đô thị và các tuyến phòng thủ chiến lược của đối phương. Về ngân hạn trước mắt, chưa thấy rõ tình trạng thiếu nguồn tiếp tế vũ khí, đạn dược của phía Ukraine, nhưng đây có thể là bất lợi của họ trong thời gian tới mà phía Nga sẽ tìm cách khai thác. Việc Mỹ và NATO không dám thiết lập vùng cấm bay và từ chối chuyển giao MiG-29 cũng là một tổn thất quan trọng cả về vật chất và tinh thần cho phía Ukraine. Các loại vũ khí mang vác, đặc biệt là tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không tầm thấp vác vai mà phương Tây cung cấp rất phù hợp cho tác chiến phòng ngự của Ukraine. Nhưng chúng khó có thể tạo ra sự đột phá bất ngờ về khả năng phản công để làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Công nghiệp quốc phòng Ukraine vốn rất mạnh về công nghệ tên lửa, dẫn đường Hàng không quân sự chế tạo xe tăng do Liên Xô để lại, nhưng trong 30 năm sau độc lập, họ hầu như chưa tạo ra bất kỳ sản phẩm đột phá nào có ý nghĩa chiến lược trong sức mạnh quân sự quốc phòng của quốc gia. Biểu tượng vũ khí nổi trội của phía Ukraine trong cuộc chiến này có vẻ gắn với tên lửa Javelin và Stinger của Mỹ, chứ không phải bất cứ thương hiệu bản địa nào, kể cả máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến này cũng chưa phát huy hết ưu thế như trong cuộc chiến Azerbaijan Armenia. Vì phía Nga có phương tiện đối phó tốt hơn. Đây là bài học đắt giá về tự lực tự cường, vũ khí trang bị của một quốc gia, nhất là đối với các nước có bất lợi về tiềm lực so với đối phương. Nếu không chuẩn bị tốt trong thời bình về khả năng bổ sung nguồn đảm bảo vũ khí trong thời chiến thì sẽ khó có cơ hội giành thắng lợi cuối cùng. Thứ năm, và cũng là vấn đề cuối cùng. Xét về nguồn lực quân sự dự trữ và bổ sung, nước Nga đang có ưu thế rõ rệt. Những vũ khí mà Nga đã sử dụng tại Ukraine vừa qua về thực chất chưa có gì quá đột phá về trình độ so với các loại vũ khí đã được trình diễn trong cuộc chiến gần đây tại Syria. Thí dụ, trên truyền thông, sự tham chiến của các lực lượng không quân vũ trụ Nga mới chủ yếu tập trung vào vai trò của Su-34, Su-25 cũng chưa có thông tin chính xác về chủng loại máy bay của Nga thực hiện việc phóng tên lửa hành trình tầm xa từ không phận trên Biển Đen và Biển Azov để đánh đòn giải phẫu chính xác vào các căn cứ và hạ tầng quân sự của Ukraine. Cũng chưa thấy Nga thông báo về sự tham dự của các loại máy bay chiến đấu trong thế hệ mới nhất và các loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa như Tupolev 160, Tupolev 95. Trong các hoạt động trực tiếp hỗ trợ cho tác chiến của bộ binh, ấn tượng nhất có lẽ là sự phối hợp trong các hoạt động trực thăng vận và thiết xa vận. Trực thăng tấn công Kamov-52 và Min-28 bảo đảm tấn công các mục tiêu gần và xa để bảo vệ hành lang cho các đoàn xe tăng và xe quân sự. Đồng thời, bộ 3 Kamov-52, Mi-28 và Mi-8 cũng là nòng cốt phối hợp để thực hiện các trận đột kích vào các căn cứ của đối phương, nhất là để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm đột kích đánh chiếm các sân bay, tạo ban đạp, đón các lực lượng bổ sung. Mặc dù vậy, tất cả những gì mà phía nga thực hiện vừa qua tại ukraine có vẻ như mới chỉ mang tính chất mở man bằng các hoạt động thiên về đánh phủ đầu từ xa, đánh đột kích, mở đường, bao vây và kiểm soát các điểm dân cư nhỏ. cục diện hai bên đang giằng co, cầm cự như hiện nay dường như đang gây áp lực rất lớn cho phía nga phải tạo ra một bước ngoặt đột phá. trong khi đó ngoài ưu thế về vũ khí, quân số, lực lượng trên bộ của nga chưa hoàn toàn có khả năng áp đảo đối phương, đặc biệt nếu muốn bẻ gãy xương sống trụ cột của Ukraine tại những địa bàn chiến lược thì có lẽ thế đội 1 của Nga hiện nay chưa đủ sức, cần có sự bổ sung của thế đội 2 và sự sẵn sàng của dự bị chiến lược. Với khả năng kháng cự trước mắt của phía Ukraine, Nga cũng sẽ không thể né tránh được tổn thất nếu muốn thực hiện thành công một số trận đánh trực diện, quy mô lớn và có ý nghĩa quyết định. Chiến sự tại Ukraine sẽ còn nhiều điều bất ngờ, khó lường, nhưng chắc chắn nó sẽ phải chấm dứt bởi vì bất luận kết cục ra sao, tổn thất với dân thường đã vượt qua mọi ngưỡng chịu đựng của lương tri và lẽ phải. Những phát biểu gần đây từ cả hai phía đều có vẻ như đang bắt đầu hé lộ tín hiệu lạc quan về một giải pháp Ukraine trung lập và phi NATO để kết thúc cuộc chiến. Nhưng việc cụ thể hóa và hiện thực hóa nội hàm của khái niệm trên sẽ không đơn giản vì vẫn còn nhiều thế lực muốn trục lợi, chống phá thỏa hiệp từ nhiều phía. Cục diện trên chiến trường trong những ngày tới có thể sẽ có những bước ngoặt đột phá và điều này sẽ trở thành cơ sở để bên xung đột có ưu thế sẽ có những đòi hỏi mới và để buộc đối phương phải chấp nhận thêm các điều kiện bổ sung. Kể cả trong trường hợp một định nghĩa về trung lập được áp đặt bằng kết cục cuối cùng trên chiến trường quân sự thì người ta vẫn có thể tiếp tục bi quan về tương lai và triển vọng lâu dài, bởi vì mọi thứ là sản phẩm của áp đặt bằng bạo lực rồi sẽ làm nảy sinh xung đột khác cũng bằng bạo lực mà thôi các bạn đang theo dõi nội dung từ tư liệu mở unboxing file xin cảm ơn vì đã ủng hộ theo dõi và lắng nghe sau đây chương trình xin phép được kết thúc